ngày 13 tháng 10, Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ vụ trộm cắp xe máy trên đường Nguyễn Sáng. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 12 tháng 10, diễn biến được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân là anh HHD, 37 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, dừng xe trước cửa nhà rồi vào bên trong. Khoảng 11 giờ 59, hai nam thanh niên đi trên xe máy đến. Một người tiếp cận xe của anh D rồi dùng dụng cụ phá khóa lấy chạy đi. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khu vực có người đi lại, gần đó còn có một người đàn ông đang ngồi nhưng trộm không hề sợ hãi. Lúc này, một hàng xóm của anh D xem camera an ninh nên phát hiện, truy đuổi, hô hoán nhưng trộm đã tẩu thoát. Theo gia đình, chiếc xe được mua hồi tháng 2 năm 2022 với giá khoảng 50 triệu đồng. Vụ việc được trình báo công an ngay sau đó. Công an phường Tây Thạnh sau đó lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, làm rõ.